Xin chào anh em, trên tay mình hiện tại đang là hai chiếc Galaxy S9 Plus của Hàn Quốc anh em nha. Và mình đến từ MSM.vn. Ngày hôm nay vẫn như mọi lần mình sẽ làm một clip hướng dẫn anh em cách chọn mua hai chiếc máy này một cách chuẩn nhất. Bởi vì anh em biết đấy, Galaxy S9 Plus là một trong những sản phẩm được Trung Quốc làm nhái nhiều nhất luôn, nhiều tương tự như chiếc Galaxy S10 Plus hay là chiếc Galaxy Note 10 cũng như là chiếc Galaxy Note 9. Được làm nhái rất nhiều và quảng cáo là Galaxy S9 Plus của Singapore hay là Galaxy S9 Plus của Hồng Kông. Đây không phải đâu anh em nhá, chắc chắn là hàng nhái. Và chính vì thế mà anh em đi mua một chiếc máy như thế này bây giờ cũng khó đấy. Mình sẽ làm một clip hướng dẫn anh em xem có một cách nhanh nhất luôn, rất là đơn giản anh em nhá, chỉ mất 10 phút anh em phải xem một clip thôi, anh em chú ý xem giúp mình. Rất đơn giản và cực kỳ dễ xem luôn. Việc đầu tiên thì anh em cùng xem qua về chiếc Galaxy S9 Plus này nó sẽ là như thế nào, hình thức sẽ như thế nào là chuẩn nhá. Thì ở đây hiện tại mình đang có hai chiếc của Hàn Quốc với phiên bản màu xanh và cả màu tím, hàng Lineu, bên mình bán máy cũ, giá của nó cho phiên bản 64GB hiện tại mình đang bán là hơn 7 triệu, tầm 7.2-7.3 tại thời điểm đầu tháng 11 năm 2019 nhá. Còn phiên bản 256GB thì mình bán với giá đắt hơn tầm 700 nữa, rơi vào tầm khoảng 8 triệu, xuyên cho 8 triệu. Chính vì thế mà anh em mua với mức giá nào mà rẻ hơn bên mình tương đối nhiều, ví dụ tầm 3 triệu thôi hoặc là tầm 4-5 triệu thôi thì chưa chắc là anh em đã mua được một chiếc máy xịn đâu nhá. Và nếu anh em mua mức giá bằng giá của mình mà anh em dính về máy sờ, máy đẻo, máy fake thì cũng không có đâu, thì cũng rất là nguy hiểm đúng không anh em. Và tất nhiên là giá như này mà anh em mua một chiếc máy xấu thì cũng không đáng. Đây anh em cùng xem nhá, đây là một chiếc máy Lineu như bên mình, giá máy rất là đẹp luôn. Và hoàn toàn những chiếc máy này mình nhập nguyên chiếc từ Hàn Quốc về, không có phụ kiện, không có gì kèm theo cả. Về đến Việt Nam thì anh em có thể đóng hộp và bán, nhưng bên mình không làm được đấy, mình nói luôn với anh em là mình không có phụ kiện đâu. Anh em mua anh em có thể mua thêm phụ kiện được gì đó. Đây là mình nói sơ qua về cái vấn đề mà bây giờ mình đang bán thôi nhá. Còn cụ thể như thế nào ấy thì chúng ta cùng xem. Thì hiện tại ở trên bàn rất tiếc là mình bán máy này tương đối chạy, thành ra mình chỉ còn có hai màu thôi, đó là màu xanh và cả màu tím. Thì ngoài ra hai màu này nó sẽ có những cái màu khác như là màu bạc thì gần như là mình chưa nhìn thấy bao giờ, màu đỏ mình có một ít, màu vàng và một cái màu anh em rất là thích đó là màu đen nữa, đó là những cái màu như thế thôi, đen này, vàng này, đỏ này, tím này, xanh và một cái màu bạc rất là hiếm, gần như là mình chưa nhìn thấy. Và tất nhiên rồi anh em cùng nhìn sau lưng nhé, bản Hàn Quốc, đây là mình chỉ nói anh em bản Hàn Quốc thôi, nó đều có cái lưng là như này. Đây mình sẽ bóc cho anh em xem. Cái này là máy là tương đối mới, nhà xuất các bạn đi mua và các bạn đã chưa bóc cái này ra. Đây, và đây là phiên bản mình, là phiên bản 256GB anh em ạ, 256GB. Mình sẽ bóc ra để bên cho anh em nhìn rõ hơn vào cái lưng của nó. Đây, cái này là cái tem mà bên mình quản lý theo email đây, anh em nhìn nhá. Phiên bản của Hàn Quốc thì bao giờ cũng chỉ có những Samsung sau lưng thôi. Mình nói để phân biệt cho anh em cho nó dễ, phiên bản của Mỹ thì nó sẽ in chiếc Galaxy S9 ở đây. Phiên bản của Việt Nam thì tương tự như phiên bản của Hàn Quốc, và phiên bản của Nhật Bản thì không có Samsung đâu anh em nhá. Chúng ta sẽ cùng xem ở bên dưới này, bao giờ hàng chuẩn, hàng xịn cũng phải có in những thông tin cơ bản của máy ở đây. Thì phiên bản Galaxy S9 Plus của Hàn Quốc có tên modem là SMG965N anh em nhá. Bản Hàn Quốc là bao giờ SMG965L, và sau đó sẽ một ký tự Hàn Quốc mình không biết là ký tự gì, và cuối cùng nó sẽ đến một dãy số và tiếp đến là chữ email và một dãy số email ở cuối. Như phiên bản mình đang cầm trên tay của nhà mạng KT, viết tắt là KT có nghĩa là của nhà mạng Korea Telecom ấy, thì nó sẽ có thêm một ký tự của nhà mạng được in ở dưới cuối luôn, rất là hay ở chỗ này, có nghĩa là anh em nhìn cuối email có chữ KT. Và tất nhiên là khi chúng ta khởi động lên nó cũng sẽ hiện chữ KT chứ không phải là hiện một tên nhà mạng khác. Ở đây đó, chúng ta cùng xem nhá. Đúng rồi, bây giờ mình có một chiếc màu xanh ở đây. Thì một chiếc màu xanh này của mình nó không phải của nhà mạng KT anh em ạ. Đấy, thì anh em có thể nhìn thấy này, nó sẽ không có chữ KT ở cuối nhưng cũng có tên mã là G965N, một ký tự Hàn Quốc, một dãy số gì đó và một số email. Cái này bắt buộc phải có anh em nhé, và dãy số email này bao giờ cũng sẽ trùng với máy luôn. Đấy là bước đầu anh em đi xem máy anh em lần lên là như thế. Anh em có thể nhìn thấy cái cụm camera ở đằng trước, thay vì giống Note 9 thì nó lại giống con S8, giống Note 8, có nghĩa là cụm camera sau, mình xin lỗi, cụm camera sau nó sẽ là có cái nền màu đen đây chứ không có cái màu trùng với màu của như chiếc Galaxy Note 9. Và phím vân tay của nó sẽ nằm ở phía dưới này nhá. Bên cạnh này là chúng ta sẽ có cảm biến vân tay, cảm biến nhịp tim rồi cả đèn flash nữa.
đơn giản là sau như vậy thôi, chúng ta sẽ cùng xem sau rất là đẹp và như thế đầy đủ số email. Chúng ta cùng xem máy là chuẩn như vậy anh em nhá. Bây giờ thì các bạn có thể soi cầm máy trên tay ấy. Khi xem máy cầm máy trên tay thì các bạn có thể soi những cái đường mép này. Chúng ta sẽ để soi những đường mép này vì đây là một sản phẩm có chức năng chống nước. Samsung bao giờ gia công rất là tốt luôn. Sản phẩm này sẽ có cái đường mép là cực kỳ là khít luôn anh em nhá. Anh em có thể nhìn thấy này. Rất là khít luôn và không có một, anh em soi thật kỹ, không có một tí keo nào lòi ra, và anh em bấm không có sự bập bùng ở đây. Bập bùng ở đây là chắc chắn là máy đã bị tháo rồi. Và máy không phải là chuẩn anh em nhá. Tháo là mình đã, bên mình là bàn tháo là không bán. Còn anh em mua tháo ra anh em cũng không thích đúng không? Bởi vì mất chức năng chống nước. Anh em có thể soi kỹ ở khu vực dưới này hoặc khu vực trên này, bởi vì thợ tháo máy ra là hay lách ra làm để cạy từ dưới này lên. Chính vì thế mà nó sẽ bị xước ở dưới này. Máy xem thì không nên bị xước cái này nhá. Xước cái này không nên chọn. Và tiếp nữa, chúng ta sẽ cùng xem về đường viền. Máy nào cũng thế thôi, phải đẹp. Ok, máy bên mình bán 99% rất đẹp. Chúng ta có thể xem cái màu sắc ở khai sim với lại cả thân máy này, viền máy này, vỏ máy này. Chúng ta sẽ để xem cái khu vực nhựa, khu vực anten này, nó sẽ có màu sậm hơn một chút, nó là nhựa anh em nhá. Những cái lỗ nó gia công rất là đẹp luôn. Đó. Phía bên dưới này chúng ta sẽ có phím. Chúng ta sẽ thử rất là chắc chắn. Ấn rất nảy luôn, nó không bị rít và rất đều nhau. Nút nào ấn như nút nào luôn, bên này cũng vậy anh em nhá. Đấy. Riêng khu vực dưới, bây giờ anh em đi mua một chiếc máy line new, máy cũ thì anh em cũng nên chấp nhận cái việc nó cũ cũ một chút, không nên mới quá, và anh em soi kỹ giúp mình cái viền này. Viền trên có màu tương đồng với nhau. Và tất nhiên rồi anh em cùng xem cái viền của chân sạc. Viền của chân sạc, viền của chân cắm tai nghe nó sẽ có trùng màu với trùng hai bên nhựa bên này. Anh em cùng xem cái viền màu nhá. Cái viền màu nhựa này, viền màu nhựa này và cái này nó sẽ trùng màu với nhau. Và tất nhiên rồi cái loa ngoài của chiếc Galaxy S9 Plus cũng giống như chiếc Galaxy Note 9 anh em ạ. Anh em sẽ thấy nó sâu thật tận ở bên trong luôn. Chứ nó không phải có một cái màng loa hay một cái gì ở ngoài nữa nha, nó sâu hết bên trong luôn. Anh em nhìn nó sâu hút ấy. Nó giống, anh em cảm tưởng nó giống là cái chỗ để anh em đeo cái móc treo mà ngày xưa ở những cái điện thoại ngày xưa ấy. Nhưng không phải đâu, đây là cái loa ngoài mà nó sâu hút như này luôn. Đó. Nó không phải là chia theo lỗ lỗ như chiếc Galaxy S8 hay chiếc Galaxy Note 8 đâu nha. Mà nó sẽ làm sâu này, chiếc Note 9 cũng sẽ là như này. Phải chuẩn như thế, và chúng ta sẽ cùng xem cái viền nó cắt rất là sắc nét, những cái mép này chúng ta vuốt nó rất là đẹp. Nó không bị cộm cộm. Và anh em nhìn kỹ, nó không có vết sơn mà sơn tràn lên. Nếu có vết sơn tràn lên ấy, thì chắc chắn một điều là chiếc máy này của chúng ta ấy, nó là sơn lại viền, mà sơn lại viền là máy dựng đối với bọn mình, mà mình sẽ không bao giờ bán. Anh em đi mua máy rất cẩn thận trường hợp đấy luôn. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng xem mặt trước. Một đặc điểm trên những sản phẩm cao cấp của Samsung ấy, máy nào cũng như máy nào thôi anh em ạ. Anh em sẽ cùng nhìn cái màn hình rất là đen nhá. Anh em có thể nhìn thấy Galaxy S9 ở đây, màn hình rất là đen luôn. Nếu những chiếc máy fake thì thường những cái màn hình là màn hình rẻ tiền, giá chỉ tầm 3 triệu anh em ạ. Thì cái màn hình của nó đối với mình thì không có giá trị luôn, còn người ta đang bán 3 triệu. Cái màn hình này của nó sẽ trắng hơn và anh em có thể nhìn thấy nó rất là trắng. Và tất nhiên rồi, cái mép màn hình cong nó sẽ không được sát và đẹp như này đâu anh em nhá. Cái này nó cong luôn bề mặt. Những cái máy kia đa phần nó là phẳng và cái vết cong này nó chỉ làm hình tượng thôi chứ vẫn là phẳng. Còn đây anh em có thể nhìn thấy này, nó cong đường màn luôn. Đó, và màn rất là đẹp, rất là đen nhá, anh em nhìn này. Và bên trên là không có một ký tự gì cả. Anh em cùng soi kỹ, máy tính máy của mình bị xước một chút. Rất là nhỏ thì không sao, bởi vì là quá trình sử dụng nó có bị xước thì cũng không sao cả, đấy mới là chuẩn. Còn nó đẹp quá thì cũng nguy hiểm, bởi vì người ta có thể ép kính lại, mà ép kính lại bây giờ cũng rẻ lắm, chỉ mất vài trăm nghìn thôi. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng xem khu vực loa trong. Nó sẽ bụi và bẩn một chút, nó sẽ có vết bụi và bẩn một chút anh em nhá. Nó vết bụi và bẩn một chút và chúng ta có thể nhìn thấy là nó rất là đều nhau, rất là đều. Và chúng ta có thể nhìn thấy đây là camera, chúng ta soi kỹ vào, nó không có vết bụi gì bên trong cả. Ở đây camera sẽ không có vết bụi bên trong. Và các cụm cảm biến này gồm 1, 2, 3, 4 mắt cảm biến luôn. Trong đó có một cái mắt này là, mình xin lỗi, 3 mắt cảm biến, và trong đó là mặt cái là cái đèn báo thông báo. Và bên này là một cái cảm biến bóng mắt và hai cảm biến ánh sáng em nhá. Chúng ta cùng xem kỹ, không có một vết màu nào khác luôn. Màn hình rất là đẹp, xước một chút thì không sao, không có một logo cái ký tự gì cả. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem những cái mép này, nó không có keo hay không có gì cả. Chúng ta sẽ cùng bóp, nó rất là chắc chắn nhá. Các anh em lưu ý cái này cho mình, rất là chắc chắn và sẽ không có một cái vết gì màu khác ở đây cả. Thế là màn hình đã chưa bị bóc, tất cả đều chuẩn. Đó. Bây giờ thì nhân tiện mình sẽ nói lại cho anh em xem kỹ lại phần camera này nữa một phần nữa. Thì hai mắt camera này nó sẽ là khác nhau, bởi vì trong đó có một mắt chính và một mắt góc rộng, mắt khác. Thì chúng ta sẽ cùng soi thật kỹ, nó sẽ không có bụi và rất là trong, không bị xước nhiều mặt camera. Nếu xước nhiều mặt camera chúng ta cũng không lấy đâu, bởi vì chúng ta sẽ ảnh hưởng đến quá trình chụp ảnh chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ cùng rất là trong này. Và thường thường những cái mắt camera này của nó sẽ là kính chứ không phải nhựa, thành ra anh em bóp chặt nhá. Anh em với tay anh em bóp nhẹ nhẹ nhá thì nó sẽ không bị nhún xuống. Nếu trường hợp bị nhún xuống thì anh em không nên lấy đâu, bởi vì là bị vỡ và người ta đã thay bằng cái loại rẻ tiền là bằng nhựa đó anh em ạ, bằng mica bình thường. Đấy, chúng ta sẽ thấy nó rất là chắc.
bởi vì nó là kính mà sẽ không có gì cả. Và cái cụm cảm biến và đèn flash ở đây, anh em lưu ý đây là một cụm liền với vỏ luôn, liền với vỏ luôn, chứ không phải là một cụm rời như cụm camera nhé. Anh em sẽ thấy nó liền như này luôn, và nó chỉ có làm một cái trong xuống, anh em nhìn xuống dưới rồi. Nếu trong trường hợp mà anh em thấy nó là cái rời thì chắc chắn nó không phải hàng xịn rồi, anh em lưu ý là như vậy nha. Đó, đấy là chúng ta về xem qua về hình thức. Còn bây giờ chúng ta sẽ xem vào bên trong. Thì ở đây nó là bản Hàn Quốc, mặc định của nó bao giờ cũng chỉ là một SIM thôi anh em nhá. Nếu là hai SIM thì nó sẽ là đã được chạy lên hai SIM rồi. Và tất nhiên rồi, nếu có chạy lên hai SIM thì hai khay SIM, hai khay IMEI nó cũng sẽ trùng với nhau anh em ạ, chứ không có hai IMEI khác nhau. Nếu hai IMEI khác nhau thì một nó là bản quốc tế của Việt Nam được lắp vỏ và người ta còn không biết là người ta còn cao Hàn Quốc. Hai rất là nguy hiểm, nó là bản Trung Quốc là fake. Rồi, mình có hai cái bản cụ thể cho anh em xem luôn. Anh em có thể nhìn thấy đây là bản mình đã lên hai SIM thì nó báo IMEI 1 và IMEI 2 đều trùng với nhau, đưa là 7421. Và bản này chưa lên hai SIM thì nó chỉ là một IMEI thôi. Đó, anh em có thể nhìn thấy không? Rất là quan trọng cái việc này nhá. Nếu trường hợp mà là máy Hàn mà hai IMEI khác nhau ấy, thì một một IMEI khác nhau ấy, hai khác nhau ấy, thì có thể là máy của Việt Nam hoặc máy bản hai SIM được độ, được người ta không biết, người ta quảng cáo, thì cái đấy không nguy hiểm. Nguy hiểm nhất là máy fake của Trung Quốc. Thì bao nhiêu rồi, bây giờ xem máy fake Trung Quốc, chúng ta cùng vào bên trong để xem thôi, cũng đơn giản thôi. Cái việc đầu tiên vào bật vào bên trong thì mình cũng bao giờ cũng nói anh em kiểm tra luôn áp suất có hay không. Và anh em lập đường sau là sẽ trùng với đường sau nhá, phải trùng với đường sau, không trùng không được đâu. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng kiểm tra áp suất bằng cách là chúng ta sẽ ấn cái mã này đây anh em nhá, sao thăng không sao thăng. Máy Samsung nào gần như cũng vậy, cũng đều có cái này. Chúng ta vào luôn phần sensor và vào phần luôn, chúng ta sẽ có thể nhìn thấy phần áp suất ở đây. Chúng ta có thể nhìn thấy là 1016. Không quan tâm những cụm đằng sau làm cái gì cả, cái cụm mà đang nhảy chúng ta không quan tâm, mà chúng ta chỉ quan tâm đến cái số 6 và số 1 đằng trước này thôi. Bây giờ chúng ta sẽ dùng hai ngón tay chúng ta ấn một chút lực vào đây. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy không, nó nhảy lên này. Đấy, nó nhảy liên tục như này này. Đó. Nó nhảy được như này thì áp suất của chiếc máy này còn nguyên, và áp suất của nguyên chúng ta phải khẳng định là 80% nó chưa bị tháo ra anh em ạ. 80% luôn nhá. Bởi vì sao, mình chỉ khẳng định 80% thôi, 20% còn lại nếu thợ có tay nghề giỏi người ta vẫn làm áp suất bình thường. Đấy, cho anh em lưu ý là chúng ta kiểm tra như này là chúng ta đã khẳng định rồi. Nếu thêm những cái đường mép viền, những cái xung quanh nó đẹp, nó khít, nó không có keo, đường trước cũng vậy không bọc bùng, thì chúng ta đã khẳng định được gần như hoàn toàn. Còn áp suất chỉ khẳng định được 80% thôi anh em nhá. Bây giờ thì cũng đơn giản thôi, một chút nữa chúng ta sẽ vào bên trong để kiểm tra. Thì mình nói lại lần nữa là Galaxy S9 Plus của Hàn Quốc nó chỉ có hai phiên bản. Đó là phiên bản 64GB bộ nhớ trong và phiên bản 256GB bộ nhớ trong anh em nhá. Không có phiên bản 128, cũng không có phiên bản 512GB luôn. Mình nhớ không nhầm bản Trung Quốc làm fake, nó sẽ làm fake lên 512GB, nhưng hoặc là 1T cơ. Hoặc là 1T luôn. Nhưng đương nhiên rồi, anh em chỉ dùng được khoảng 16GB là hết thôi. 16GB rồi chỉ còn trống khoảng 8GB thôi, 8GB cả hệ loại anh nó. Đó. Nó ghi là 1T nên không bao giờ anh em dùng cốt được dữ liệu luôn. Bởi vì là bộ nhớ chỉ là bộ nhớ ảo thôi. Bản của Trung Quốc hay là fake 1T lắm. Mình nhìn thấy mấy lần. Hoặc là 52GB là dung lượng rất cao. Đây chúng ta có thể nhìn thấy bộ nhớ RAM. Hiện tại trên tay mình là hai phiên bản 256GB. Bộ nhớ RAM cũng như là bộ nhớ trong 64GB đều là chỉ là 6GB RAM anh em nhé. Chứ không phải có khác như ở phiên bản Note 9. Note 9 thì có phiên bản 52GB, bộ nhớ trong của nó sẽ là 8GB. Phiên bản 64GB bộ nhớ trong là 6GB, nhưng đây là hai phiên bản 256 và 64GB đều bộ nhớ trong là 6GB RAM. À, đều có RAM là 6GB anh em nhá. Và bộ nhớ trong của nó đây, chúng ta có thể nhìn thấy đây là phiên bản này đều là hai phiên bản 256GB. Đó, anh em thấy không, 26GB này chúng ta đã sử dụng hết 32.8GB rồi. Và tất nhiên là chúng ta có máy tính, chúng ta có đủ được 256GB luôn, chứ không như phiên bản fake ghi là 1T hay là 12GB, nhưng không phải là chúng ta có đủ đâu, chỉ dùng 16GB thôi. Đó là kiểm tra bộ nhớ. Ngoài ra thì có một số các phần mềm mà mình cũng nói anh em rất là quan trọng để em cài vào để anh em test. Thì ở đây mình đã cài sẵn rồi, có cái phần mềm mình hay dùng nhất là phần mềm AnTuTu anh em nhé, để mình xem được chip CPU nó sử dụng là cái gì. Chúng ta có thể cài nhiều phần mềm khác cũng được, nhưng mình sẽ cài AnTuTu để xem CPU là sử dụng CPU gì nhá. Ok, chúng ta sẽ cùng xem. Đây mình vừa cài và mình đã chưa vào lần nào. Bây giờ mình sẽ thử kiểm tra anh xem. Bên trên nó báo là Samsung Galaxy S9 cộng, và chúng ta sẽ cùng xác minh thiết bị, bởi vì AnTuTu nó sẽ lấy dữ liệu ở trên nhà cung cấp thông báo và dữ liệu của trên kho tài liệu của AnTuTu để nó xác định xem thiết bị này có chuẩn hay không. Thì ở đây mình đã báo là phiên bản là mã SMG965L của Hàn Quốc, N là Hàn Quốc nha. Và thông số kỹ thuật đều trùng khớp. Đó, anh em có thể nhìn thấy không? Tất cả về cảm biến, tất cả về chip, về CPU, tất cả đều trùng khớp hết. Như thế này là một thiết bị chuẩn.
Chứ nếu báo không trùng khớp hoặc là báo không biết thì anh em cứ lưu ý nhá. Chúng ta sẽ phần vào phần xem cấu hình cụ thể. Bản Hàn Quốc hay là bản Việt Nam hay là bản một số thị trường quốc tế khác, không phải là Mỹ, không phải là Nhật và không phải Hồng Kông, thì nó sẽ sở hữu CPU là Exynos 9810 của Samsung em nhé, không phải Snapdragon. Snapdragon cũng là S9 Plus chuẩn của Samsung sản xuất, nhưng xuất ra thị trường Mỹ, Nhật Bản hoặc Hồng Kông. Còn nếu là chip MediaTek thì sao? Chắc chắn một điều đó là bản fake anh em nhé. Anh em mình đang hướng dẫn anh em cách xem Hàn Quốc, anh em xem lưu ý là nó phải là Exynos 9810 nhá. Đây này anh em nhìn này. Đó, chúng ta có thể nhìn thấy RAM và các bộ nhớ trong và các thiết bị xung quanh ở đây. Chúng ta không quan tâm đến việc này nữa. Ok, chip Exynos 9810 là ok, đúng Hàn Quốc rồi. Bây giờ chúng ta sẽ vào một phần mềm thứ hai, mình đang dùng là phần mềm Phone Info. Bây giờ mình sẽ vào và anh có thể nhìn thấy không? Một sản phẩm của Hàn Quốc được sản xuất tại Hàn Quốc. Rất tiếc không phải sản xuất tại Việt Nam anh em ạ. Chỉ những sản phẩm tại nước khác sẽ sản xuất tại Việt Nam, nhưng riêng Hàn Quốc sẽ sản xuất tại Hàn Quốc. Và chúng ta có thể xem được ngày xuất xưởng. Báo còn nốc là 0.0, có nghĩa là sao? Có nghĩa là phiên bản này chưa bị can thiệp phần mềm. Đó. Và có màu sắc là màu tím chuẩn ở đây anh em nhá, phải chuẩn màu sắc luôn ở đây. Phần bộ ở trong thì ở đây nó không thông báo, nhưng chúng ta cùng xem nó là màu tím. Đó, chúng ta có thể mà thấy mã là KT, có nghĩa là nhà mạng Korea Telecom không? Đó, ở đây của Hàn Quốc anh em này. Hiện tại đang lắp SIM của nhà mạng Viettel, mình đang lắp SIM mà nhà Viettel để mình test. Đó, thì ở cái phần mềm này chúng ta cũng có thể xem được một cái rất hay. Đó là chúng ta có thể xem được về pin, tình trạng pin. Cái này thì mang tính tham khảo thôi nhá. Tình trạng pin là 94.4%. Máy là có quá trình sử dụng bình thường, ngày kích hoạt là ngày 22 tháng 6 năm 2018. Đã sử dụng rồi, đúng không anh em? Nó phải cũ là phải như thế. Nhiều trường hợp anh em đi mua máy, người ta quảng cáo là gì nào? Người ta quảng cáo là máy mới, máy trôi bảo hành. Nhưng trôi bảo hành và mới đều phải có thời gian kích hoạt sát sát với thời gian kích hoạt anh em mua, hoặc là có pin phải là 100% nhá. Chứ không người ta quảng cáo và anh em mua với cái mức giá là trôi bảo hành mà pin thấp, thì chắc chắn một điều là anh em đã bị người ta lừa khi một chiếc máy cũ nhưng nó rất là mới thì người ta sẽ quảng cáo như vậy để người ta bán được giá, là chuyện bình thường. Ở cái phần mềm Phone Info đấy thì nó có một cái là kiểm tra tân trang ở đây, thì mình lưu ý anh em là anh em không nên tin cái này đâu nhá. Ở đây thì bao giờ điện thoại của mình nó báo luôn là điện thoại còn nguyên bản, nhưng mà cái này ý, có nhiều trường hợp nó báo điện thoại của bạn có thể là hàng tân trang. Cái vấn đề đấy không sao đâu, bởi vì những cái hàng đấy khả năng nó là hàng trả bảo hành của chính hãng thì nó cũng là rất là tốt. Trường hợp mà báo nguyên bản nó đã bị thay vỏ, người ta chỉ giữ mỗi cái main thôi, thì nó còn đẻ hơn nhiều, anh em mới lưu ý là như vậy. Thế nên là quan trọng nhất là anh em mua một cái hàng uy tín và anh em kiểm tra theo cách mình hướng dẫn ấy, để biết là chắc chắn là máy chưa bị tháo, máy là máy chuẩn thì anh em yên tâm. Chứ nếu nó báo cái phần mềm này nó báo có phải là hàng tân trang thì cũng chả sao cả, bởi vì mình có thay vỏ hay ép kính cái phần mềm nó vẫn cứ thế thôi. Nhưng trường hợp nó báo tân trang đó là những chiếc máy trả bảo hành của chính hãng, cũng rất tốt anh em nhá, cũng rất là ngon, cũng không sao cả. Đó, thì mình chỉ hướng dẫn anh em xem một cách đơn giản như vậy thôi, chỉ tốn vài phút của anh em thôi nhá. Anh em xem có thắc mắc gì anh em cứ comment ở bên dưới để mọi người khác cùng xem và mình sẽ giải thích cho anh em, và mình thiếu sót anh em cũng comment cho mình. Anh em thấy hay thì anh em mình like nhá, chia sẻ cho mình. Anh em thấy thích kênh của mình anh em cứ subscribe. Đưa yêu cầu cần phân biệt máy nào thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em. Và nếu anh em tin tưởng mua hàng bên mình, anh em chỉ cần để lại số điện thoại thôi, hoặc em nhắn tin vào fanpage của mình là fanpage MSM điện thoại siêu rẻ ở trên Facebook, hoặc anh em vào website msm.vn, điện thoại cho mình theo số điện thoại là 0225 652 6789 để đặt hàng nhé. Bên mình sẽ ship COD cho anh em trên toàn quốc luôn, và anh em yên tâm nhận máy nhìn ok, tất cả thứ ok như này của mình anh em mới phải trả tiền. Nếu anh em không ưng thì anh em có thể trả lại máy, hoặc là nếu lỗi bảo hành thì mình sẽ đổi cho anh em trong vòng thời gian có thể lên đến 7 tháng hoặc 12 tháng luôn anh em nhá. Cảm ơn anh em xem clip, chào tạm biệt anh em.